Con làm gì mà đứng lâng lâng đấy, ngây ngây đấy hả? Hả? Nhảy á? Mẹ có bảo con nhảy đâu. Hả? lại giận đó. Giận đó. Thế con muốn gì? Hả? Nói cho mẹ nghe coi. Đi đâu đi không biết. À, cái gì này? À, xúc xích à? Con muốn ăn xúc xích hả? Ăn xong xúc xích đi ngủ nha. Rồi, Duyên Bảo. Duyên Bảo, ăn xúc xích này. Duyên Bảo. Đến rồi. ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mẹ bảo con ngồi xuống mà. Đúng rồi, ăn xúc xích nè. À, Duyên Bảo. Chưa cho ai.